vị đang quay trở lại với bản tin sáng ngày 19 tháng 6. Cùng với sự phát triển mạnh của thị trường bất động sản và đà tăng tín dụng từ đầu năm, nguồn vốn đổ vào thị trường nhà đất vẫn đang tăng mạnh lên tới hơn 38% so với cuối năm 2016. Theo báo cáo của Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia, tín dụng đổ vào bất động sản vẫn tăng mạnh tới 38,4% so với cuối năm 2016. Trong đó, gần 50% tín dụng tiêu dùng tập trung vào cho vay sửa chữa nhà, mua nhà để ở mà nguồn trả nợ bằng tiền lương của khách hàng. Lý giải nguyên nhân này, công ty chứng khoán Bảo Việt phân tích có hai yếu tố dẫn đến mức tăng trưởng cao như vậy. Đó là trong những cuộc họp từ cuối năm ngoái, Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo các ngân hàng thương mại phải xem xét đẩy mạnh vốn hỗ trợ vay nền kinh tế trải đều ra các tháng, tránh tình trạng tập trung dồn vốn cho các tháng cuối năm. Bên cạnh đó, một số ngân hàng sau khi tạm yên tâm với công tác xử lý nợ xấu của mình trong năm 2016 cũng đã mạnh dạn tăng cường cho vay trở lại nhằm tăng thị phần cũng như tăng doanh thu lợi nhuận. Một số phân tích cho rằng thời gian qua đất ven thành phố Hồ Chí Minh không chỉ tăng giá mạnh mà giao dịch còn diễn ra mạnh mẽ với khối lượng lớn, do đó một lượng tiền từ ngân hàng hút vào đây hoàn toàn là có thể. Mặc dù giá cả tăng nhanh chóng nhưng phân khúc đất nền nhà ở lại đang dẫn đầu giá trị tồn kho bất động sản cả nước theo thống kê của Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản. Ghi nhận từ Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản thuộc Bộ Xây dựng, tính đến cuối tháng 5 vừa qua, tổng giá trị tồn kho bất động sản trên toàn quốc đã giảm khoảng 500 tỷ đồng so với tháng trước, ở mức gần 28.000 tỷ đồng. Trong đó có hơn 47% là giá trị tồn kho đất nền nhà ở. Cụ thể, giá trị tồn kho của đất nền nhà ở lên đến hơn 13.200 tỷ đồng, tương đương 3,4 triệu mét vuông. Theo nhận định của Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản, lượng tồn kho chủ yếu là đất nền tại các dự án xa trung tâm, chưa có hạ tầng đầy đủ. Xếp sau đất nền, nhà thấp tầng đứng thứ hai về giá trị tồn kho với gần 7.400 tỷ đồng với gần 3.500 căn. Căn hộ chung cư cũng đang tồn động khoảng 3.300 căn với giá trị hơn 4.800 tỷ đồng. Hiện tổng số tồn kho bất động sản tại Hà Nội vẫn cao hơn thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, giá trị tồn kho tại Hà Nội là khoảng 5.500 tỷ đồng, còn lượng tồn kho tại thành phố Hồ Chí Minh là gần 5.200 tỷ đồng. Còn theo công ty Jones Lang LaSalle Việt Nam, trong giai đoạn 2017-2020, thị trường thành phố Hồ Chí Minh sẽ bùng nổ phân khúc khách sạn hạng sang. JLL Việt Nam vừa công bố báo cáo điểm đến đầu tư khách sạn tại 26 thành phố thu hút du khách trên toàn cầu. Trong đó, Việt Nam có thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội lọt vào danh sách này. Riêng thành phố Hồ Chí Minh gây ấn tượng mạnh về sự tăng trưởng nguồn cung về lượng lẫn về chất. Theo JLL, năm 2016, thành phố Hồ Chí Minh đón nhận 703 phòng khách sạn mới, nhưng sang năm 2017, ước tính sắp có thêm khoảng 1.000 phòng được đưa vào thị trường. Lượng phòng cao cấp có thương hiệu quốc tế và cả nội địa chiếm 35,4%, trung cấp đạt 27,8%. Tuy nhiên, trong giai đoạn 2017-2020, thành phố sẽ tập trung chủ yếu vào phân khúc phòng hạng sang, chiếm 48,4% nguồn cung trên thị trường, và cao cấp chiếm khoảng 42,4%. Đại diện JLL nhận định sự dịch chuyển và thăng hạng của nguồn cung khách sạn tại thành phố Hồ Chí Minh cho thấy thị trường đang có bước tiến lớn. Dự báo đến năm 2020, thành phố sẽ có thêm 3.500 phòng nữa. Năm 2016, thành phố Hồ Chí Minh đón 5,2 triệu lượt khách quốc tế, tăng 10,6% so với năm trước. Thực vị trước tình trạng nguồn cung cát xây dựng khan hiếm trong thời gian gần đây, Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho ý kiến về đề xuất nhập khẩu cát xây dựng nhằm giảm bớt áp lực cân đối cung cầu hiện nay. Trong công văn, Bộ Xây dựng nêu rõ các xây dựng khi nhập khẩu từ Campuchia phải đáp ứng các chất lượng theo tiêu chuẩn của Việt Nam. Việc xuất nhập khẩu các xây dựng phải được tuân theo quy định về xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam và của Campuchia, không tái xuất sang nước thứ ba. Hiện nhu cầu các xây dựng trong nước đang khan hiếm, gây ảnh hưởng đến quá trình xây dựng các dự án của các chủ đầu tư. Theo thống kê của Bộ Xây dựng, nhu cầu sử dụng cát cả nước năm 2015 chỉ vào khoảng 92 triệu mét khối, nhưng tới năm 2020, nhu cầu này sẽ tăng đến 130 triệu mét khối và lượng cát khai thác trong nước chỉ mới đáp ứng khoảng từ 60 tới 65% nhu cầu của thị trường, nhất là tại các thành phố lớn. Tại các đô thị lớn như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, việc tìm kiếm các ngôi nhà đẹp, tiện nghi và độc đáo không phải là điều khó khăn. Đa phần trong số các ngôi nhà được các kiến trúc sư thiết kế theo đặt hàng của khách. Tuy nhiên, vẫn không khó để tìm thấy những ngôi nhà có phong cách nội thất độc đáo, được thiết kế bởi chính chủ nhân ngôi nhà. Bởi hiện tại thì xu hướng tự thiết kế nhà ở đang nở rộ tại các khu đô thị lớn với sự phát triển của Internet và sự đa dạng trong các dịch vụ tư vấn mà khách hàng được thụ hưởng tại các showroom nội thất. Nền xi măng, phong cách nội thất tối giản. Thay vì sử dụng nội thất được bố trí theo căn hộ mẫu do chủ đầu tư thiết kế, chủ nhà đã tự trang trí căn hộ theo ý thích của mình. Gia chủ cho hay, việc tự thiết kế căn hộ giúp gia đình có được không gian sống theo ý thích,
được sống hòa mình với thiên nhiên để căn hộ được trở thành ngôi nhà đúng nghĩa, là nơi trở về sau một ngày bận rộn. Chia sẻ kinh nghiệm trong việc tự thiết kế căn hộ của mình, bà Lê Diệu Anh, một chuyên gia về đô thị cho rằng, ngoài gu thẩm mỹ của cá nhân, sự quan sát, học hỏi từ cuộc sống và trên mạng Internet, chính sự trao đổi làm việc chi tiết giữa chủ nhân và đơn vị thi công sẽ góp phần giúp gia chủ khắc phục được những nhược điểm, sai sót trong kiến trúc nội thất, đồng thời có được ngôi nhà hay căn hộ hoàn thiện theo ý thích của gia chủ. Tôi cũng không dám thừa nhận rằng là mình là cái người biết thiết kế đâu. Chỉ đơn giản rằng là mình học hỏi, mình quan sát. Chưa kể đến mình cũng đọc ở trên mạng để mình xem những chỗ người ta thiết kế như thế này thế khác, mình cảm giác cái kiểu đó nó đúng là cái cách mà mình thích ấy, nó phù hợp với con người mình đấy. Thì lúc đấy là mình nhìn từ những cái ý tưởng đấy mà mình đúc kết riêng cho mình. Nhưng mà về cơ bản ấy, nếu như họ muốn tự thiết kế, họ hoàn toàn có thể tự làm. Tất nhiên trong quá trình này nó là một quá trình trao đổi giữa cái bên thi công với lại cái người thiết kế. Ngoài thể hiện ý thích của bản thân, tự thiết kế căn hộ còn giúp chủ nhân tiết kiệm được tối đa chi phí, tiết kiệm được nguồn tài chính đáng kể. Tuy nhiên, các kiến trúc sư cho rằng, ngoài việc bố trí nội thất theo ý thích, gia chủ nên tham khảo ý kiến của các chuyên gia để điều chỉnh bản vẽ, cách bố trí nội thất cho phù hợp trước thời điểm thi công để tránh sai sót và sửa chữa lại nội thất. Khi mà mình thiết kế thì mình sẽ rất là cảm hóa về cảm xúc. Tuy nhiên, nếu mà khách hàng cùng mọi người cùng kết hợp với người thiết kế, họ là sẽ là người giải quyết các phát sinh trong quá trình mà thi công, là cũng là những người mà thay mặt cho chủ nhà tiếp xúc với kiến trúc sư, nhà thầu để cùng lên các phương án giải quyết và cho kịp với tiến độ của mình. Đúng, nếu mà mình tự thiết kế thì rõ ràng giờ mình đỡ phải trả tiền cho người khác, thì đấy là mình tiết kiệm được. Cái thứ hai, nhưng mà có những cái này tùy. Tại vì cũng là tự thiết kế, nhưng nếu mà không biết chẳng hạn, mình không biết một chút gì đó thì mình không có trang bị cho mình những cái kiến thức, những cái hiểu biết nhất định ấy, thì lúc đấy có thể là ra một cái sản phẩm mà nó lại không phải đúng như mình mong muốn. Cũng theo kiến trúc sư Nguyễn Hoàng Dung, hiện các cửa hàng showroom nội thất cũng cung cấp dịch vụ tư vấn thiết kế căn hộ miễn phí cho khách hàng khi mua sản phẩm. Như vậy, khách hàng có thể tận dụng dịch vụ này để có được căn hộ theo ý thích mà không mất quá nhiều chi phí cho khâu thiết kế nội thất. Các kiến trúc sư của Leap Design cũng khuyến cáo chủ nhân các căn hộ nhà ở khi tự thiết kế không gian sống của mình cũng cần chú ý đến vấn đề về phong thủy, cách thức bố trí nội thất cho phù hợp để tạo sự tiện lợi cho không gian sống, để ngôi nhà hay căn hộ không chỉ đẹp mà còn tiện nghi cho gia chủ. Theo báo cáo từ Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản thuộc Bộ Xây dựng thì có hơn 47% giá trị tồn kho bất động sản thuộc về phân khúc đất nền nhà ở. Theo nhận định của cục này thì lượng tồn kho chủ yếu là đất nền tại các dự án xa trung tâm, chưa có hạ tầng đầy đủ. Điều này có vẻ đáng báo động, nhưng với những nhà đầu tư từng bị cuốn theo cơn sốt giá đất nền vùng ven thành phố Hồ Chí Minh vừa qua. Tuy nhiên, theo đại diện của hãng nghiên cứu bất động sản JLL Việt Nam, thị trường phân khúc đất nền vùng ven vẫn là thị trường giúp nhà đầu tư kiếm được lợi nhuận trong giai đoạn từ nay đến cuối năm 2017. Thị trường bất động sản thành phố Hồ Chí Minh thời gian qua chứng kiến sự cải thiện rất đáng kể. Chúng tôi thấy niềm tin trên thị trường đã hồi phục và phát triển mạnh hơn. Một số vị trí nhất định của thành phố đã trở nên hấp dẫn hơn trong mắt nhà đầu tư, người mua nhà. Riêng về giá đất, chúng tôi cũng nhìn thấy giá đất đang gia tăng. Lý do chính khiến giá đất gia tăng chính là sự cải thiện đáng kể về cơ sở hạ tầng kết nối. Nhờ sự cải thiện này mà sự kết nối giữa khu vực trung tâm thành phố và các khu vực khác đã trở nên dễ dàng hơn. Đó chính là lý do khiến giá đất một số khu vực tăng lên đến 50%. Trong giai đoạn từ nay đến cuối năm 2017, chúng tôi dự đoán là hoạt động trong giao dịch vẫn hết sức sôi động, các chỉ số trên thị trường rất khả quan, niềm tin trên thị trường vẫn còn đó và sự hỗ trợ từ ngân hàng cho các nhà đầu tư cũng đang được cải thiện. Tôi tin rằng đây đang là thị trường tốt, mọi người vẫn có thể kiếm được lợi nhuận từ việc mua đất, trừ khi có những thay đổi đáng kể trong hoạch định hoặc những biến động quá bất ngờ không thể lường trước được.